Dễ thương quá. Múa nữa hả? Tốt, tiếp theo là đây là phong trào trong trường hợp này sẽ thuộc về kinh đô ở Trung Hoa Thành Quán. Có thể chuẩn bị cái gì đây? Wow, Susapon hả? judging for a big applause for Mary's tremendous saxophone performance. And then now we're going to have some traditional Chinese dance from nãy mình nói là The Impression of Flying. À, giống mấy mặt tiền kìa không? Đây rồi. Việt Nam tấn công người đâu sao ý.